Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin News at Night. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết, dân biểu tiểu bang Arizona Martha McSally tuyên bố tranh cử vào Thượng viện của Hoa Kỳ. Trước khi trở thành dân biểu Quốc hội, nữ chính trị gia Martha McSally từng là một cựu chiến binh. Hiện tại, bà đang nuôi hy vọng trở thành tân thượng nghị sĩ, đại diện cho tiểu bang Arizona. Truyền thông địa phương cho biết, bà Martha McSally đã sử dụng một chiếc phi cơ có nguồn gốc từ thời đệ nhị thế chiến để đến địa điểm tranh cử ở thành phố Phoenix. Bà McSally cho biết, chiếc máy bay có liên hệ mật thiết tới những nữ quân nhân từng được huấn luyện trong thời Thế chiến thứ hai. Bản thân bà cũng đã đấu tranh rất nhiều để trở thành nữ phi công đầu tiên trên chiến tuyến. Những quảng cáo tranh cử, bà Martha McSally từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại, đó là ông Donald Trump. Không chỉ có bà McSally, cựu cảnh sát của quận Maricopa Joe Arpaio cũng đã tuyên bố tranh cử vào Thượng viện tiểu bang Alabama. Cả ông Arpaio và bà McSally sẽ chạy đua cùng đối thủ là cựu thượng nghị sĩ Kelly Ward. Trong khi đó thì đã diễn ra một cuộc biểu tình để phản đối Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Thụy Sĩ. Nhiều người dân bản xứ với chủ trương là phản đối chính sách toàn cầu hóa đã cùng nhau quy tụ trên khắp các ngã đường ra vào thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào ngày thứ Bảy 13 tháng 1 để biểu tình phản đối chuyến viếng thăm sắp sửa diễn ra của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Washington trước đó từng loan báo, ông đang có kế hoạch tới thành phố Davos của Thụy Sĩ để tham dự diễn đàn kinh tế thế giới vào cuối tháng 1 năm nay. Cuộc họp thường niên này sẽ có sự tham gia của các vị nguyên thủ và lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều người dân Thụy Sĩ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện thư, phản đối chuyến công du của ông Donald Trump. Cuộc biểu tình vào ngày thứ Bảy đã diễn ra trong bầu không khí ôn hòa với sự góp mặt của hơn 500 người ở bên ngoài trụ sở Quốc hội Thụy Sĩ ở thủ đô Bern. Kính thưa quý vị, thủ phạm sát hại người da màu Igor Ray Kellen đã qua đời ở tuổi 92. Một vị mục sư kiêm thành viên của nhóm Ku Klux Klan, Igor Ray Kellen, người từng bị bắt vào tù cách đây hơn 4 thập niên về trước vì tội sát hại 3 nhà đấu tranh nhân quyền người da màu vào năm 1964, đã vừa nhắm mắt lìa đời vào ngày thứ Năm 11 tháng 1, hưởng thọ là 92 tuổi. Vụ án sát nhân này đã được đặt tên là Mississippi Burning. Giới chức trách nhà tù cho biết, nếu như còn sống, nghi phạm Igor Ray Kellen sẽ chính thức bước sang tuổi 93 vào ngày 17 tháng 1. Kellen đã qua đời bên trong một bệnh viện ở nhà tù tiểu bang Mississippi khi đang thụ án bản án tù là 60 năm. Nguyên nhân tử vong sẽ được công bố sau khi giới chức trách hoàn tất tiến hành điều tra. Các nạn nhân từng bị đương sự sát hại vào ngày 21 tháng 6 năm 1964 có tên là James Chaney, Andrew Goodman và Michael Schneider. Vụ án này đồng thời đã được chuyển thành phim điện ảnh vào năm 1988. Cảnh sát California hy vọng phép màu nhiệm sẽ giúp họ tìm ra được những người bị mất tích trong vụ sạt lở đất. Giới chức trách Sở Cảnh sát tiểu bang California hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ từ phía người dân sinh sống trong khu vực, tìm kiếm ra những người mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng vốn đã khiến cho 18 người tử vong. Danh tính của các nạn nhân đã được cảnh sát công bố với báo giới vào ngày thứ Bảy 13 tháng 1. Họ được xác nhận tuổi từ 2 cho đến 62. Thiên tai đã xảy ra vào ngày thứ Ba 9 tháng 1 sau khi những cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống thành phố Montecito thuộc miền bắc của quận Los Angeles. Nơi này cũng đã từng xảy ra đám cháy rừng kinh hoàng trong lịch sử của tiểu bang California. Nhiều người dân sinh sống trong khu vực đã được chính quyền khuyến cáo di tản tới nơi an toàn trong suốt 2 tuần lễ. Xa lộ ven biển 101 cũng đã bị phong tỏa vì sình lầy dâng cao đến 2 feet. Tính cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người thương vong. Công ty sản xuất xe hơi Fiat Chrysler sẽ dời nhà máy sản xuất Ram Pickup Truck sang tiểu bang Michigan. Ban giám đốc điều hành của công ty sản xuất xe hơi Fiat Chrysler cho biết họ đang có kế hoạch di dời một nhà máy sản xuất sang Hoa Kỳ nhằm để hoan nghênh chính sách cải cách thuế mà Hoa Kỳ vừa mới đưa ra. Hãng Fiat Chrysler loan báo họ sẽ chuyển cơ sở sản xuất dòng xe bán tải Ram Pickup sang tiểu bang Michigan bắt đầu vào năm 2020. Hiện tại thì nhà máy chế tạo dòng xe đang được đặt ở Mỹ Tây Cơ. Chính sách di chuyển cơ sở sản xuất
sang Michigan theo dự trù sẽ giúp cho tiểu bang này tạo thêm 2.500 công ăn việc làm. Ngoài ra thì có khoảng 60.000 nhân viên của hãng Fiat Chrysler tại Hoa Kỳ sẽ được nhận khoản tiền thưởng là 2.000 Mỹ Kim. Đạo luật cắt giảm thuế của đảng Cộng Hòa do Tổng thống Donald Trump ký ban hành đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hứa hẹn giảm mức thuế doanh nghiệp cho các công ty từ 35% xuống còn 21%. Hệ thống siêu thị Walmart gia tăng mức lương tối thiểu và đồng thời cũng tặng tiền thưởng cho nhân viên. Giới chức trách hệ thống siêu thị Walmart cách đây vài ngày đã tuyên bố sẽ gia tăng mức lương tối thiểu từ 10 Mỹ Kim lên mức là 11 Mỹ Kim cho các nhân viên. Ngoài ra, tất cả những nhân viên làm việc tại Walmart sẽ còn được tặng tiền thưởng lên đến 1.000 Mỹ Kim cho mỗi người. Tổng giám đốc điều hành công ty này cho biết họ rất hoan nghênh chính sách giảm thuế doanh nghiệp mà chính quyền Washington vừa mới ban hành. Vì điều này đã giúp cho Walmart có thêm cơ hội cạnh tranh với các đối thủ khác trên thế giới, đặc biệt là khoản trả lương cho nhân viên. Walmart là công ty mới nhất của Hoa Kỳ tuyên bố tăng lương và tặng tiền thưởng cho nhân viên kể từ khi chính sách cắt giảm thuế bắt đầu có hiệu lực. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Xuân Nam và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin tiếp theo sau một vài quảng cáo thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.